Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn xóa vòng, và vòng hôm nay của mình sẽ là vòng Pepsi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Ok. Đầu tiên là mình xóa màu hồng. Mọi người mình xóa màu hồng nha. Mình xóa màu hồng nha mọi người. Mọi người màu hồng của mình này, màu hồng của mình này mọi người, đây màu hồng nha. Giờ mình sẽ tiếp tục là mình xóa màu vàng, nhé mọi người, mình xóa màu vàng nhé. Mọi người ơi, đây hai màu của mình, nha. Đây là hai màu của mình nha mọi người. Giờ mình sẽ tiếp tục với màu cam. Mình tiếp tục với màu cam nha mọi người. Mình tiếp tục với màu cam nha. Đây đã. Chưa. Vẫn đang quay đây. Ngủ được bị đa cây chất lên. Là em tí hết bị được quay một máy. Mình tiếp tục xóa màu đỏ nha. Mọi người mình xóa màu đỏ nha. Giờ mình xóa màu đỏ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào cắt dán nha các bạn. Rồi mình sẽ lấy cái bút dạ này in nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ in nha các bạn. Còn dưới này to quá. Mọi người ơi, đây là bốn màu nha. Đây là bốn màu của mình nha. Bốn màu của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình xóa màu xanh a màu tím nha. Còn cua là mọi người mình xóa màu tím nhé. Vậy là mình đã in xong nha các bạn ơi. Giờ mình sẽ in nốt vỏ dưới nha. Năm màu của mình nha mọi người. Mọi người năm màu nha. Đây là năm màu nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình xóa màu xanh và hạt tròn nha. Xóa màu xanh và hạt tròn nha mọi người. Mọi người mình xóa màu xanh và hạt tròn nhé. Mình đã đi xong khoảng dưới các bạn ơi. Rồi mình sẽ cắt đây các bạn ơi. Em mãi là mặt trời. Bây giờ mình sẽ cắt luôn cuối đây các bạn ơi.
Rồi mình sẽ cắt quả sứa nha các bạn. Mọi người bây giờ mình kết vòng nha. Bây giờ mình kết vòng nha mọi người. Mọi người mình kết vòng nha. Cắt xong nhé, bây giờ sẽ cắt cua các bạn. Vòng mình sắp xong rồi nha mọi người. Các bạn đây vòng của mình này, vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Mọi người đây là vòng của mình đã hoàn thành. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Các bạn đây là vòng của mình đã hoàn thành nha. Video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình xin một like và chia sẻ và đăng ký kênh nha. Em đã từ bỏ rồi đấy. Rồi mình sẽ cắt nha các bạn.